Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 196 Tần Hoàn quay người nhìn về phía tủ dược liệu, dường như không muốn nói chuyện nhiều với thiếu niên. Dù Phục Linh thấy thiếu niên không phải là kẻ bất hảo, nhưng dù sao hắn cũng là người xa lạ. Thấy Tần Hoàn không nói gì, nàng bước lên ngăn cản không cho thiếu niên nhìn thêm thiếu niên thấy phục linh như vậy thầm nghĩ mình đã đường đột làm phiền cô nương liền vội nói tại hạ là tôn mộ khanh cũng là thầy thuốc thấy cô nương chưa chắc chắn về phương thuốc nên mới lên tiếng nhắc nhở phục linh nhìn tôn mộ khanh đôi mắt chớp chớp nhìn hắn có vẻ là người được giáo dục tốt đôi mắt hạnh sáng ngời khiến người khác cảm thấy hắn thanh bạch lòng dạ rõ ràng Phục Linh cũng không có ác cảm với hắn, liền lùi lại một bước. Tần Hoàn Liếc nhìn Tôn Mộ Khanh, hỏi, công tử cũng là thầy thuốc sao? Tôn Mộ Khanh cười, chẳng lẽ ta không giống thầy thuốc sao? Sau đó hắn lại nhìn về phía tủ dược liệu, phương thuốc của cô nương đã rất tốt, nhưng nếu thêm một ít thổ phục linh nữa thì hiệu quả sẽ được tăng cường. Trong vòng 10 ngày, người dùng thuốc sẽ có chuyển biến tích cực. Trong lòng tần hoàn khẽ rung động, dù cho tâm trí còn đang dối bời, nàng vẫn giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, chỉ gật đầu nói, cảm ơn công tử đã chỉ điểm. Sau đó quay sang người đang bốc thuốc, nói, thêm 5 tiền thổ phục linh nữa. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, hỏi, cô nương đọc cuốn y thư nào vậy? Tần Hoàn khẽ suy nghĩ, nhưng chỉ sau một lát, nàng lắc đầu, ta không nhớ rõ, có lẽ đó là một cuốn sách cổ bị hỏng, nói xong. Tần Hoàn nhìn Tôn Mộ Khanh, chẳng lẽ công tử biết phương thuốc này từ đâu mà có tôn mộ khanh vội đáp phương thuốc này là nói được nửa chừng tôn mộ khanh dường như nhớ ra điều gì cười ngượng ngùng ta cũng không nhớ rõ lắm chỉ thấy phương thuốc của cô nương thực sự rất tuyệt diệu tần hoàn liếc nhìn tôn mộ khanh gật đầu mà không nói gì thêm bên này người bán thuốc đã gói thuốc xong khi thấy tần hoàn chuẩn bị rời đi tôn mộ khanh liền hỏi xin hỏi cô nương có phải là nữ y khám bệnh ở thành này không? Cô nương có mở y quán chăng? Tần Hoàn lắc đầu, ta chưa mở y quán, chỉ là thường ngày thích đọc y thư để học thôi. Tiểu nhị mang gói thuốc lên, Phục Linh trả tiền, Tần Hoàn gật đầu với thiếu niên rồi quay người bước đi. Tôn mộ khanh ngẩn ngơ nhìn theo, bước theo vài bước rồi dừng lại, chờ mắt nhìn Tần Hoàn lên xe ngựa rời đi. Lúc này, hắn mới thở dài một tiếng, có chút buồn bã cỏ dại mọc um tùm, sương đêm thấm đẫm. Thở dài, Vân Mộ Khanh xoay người bước đến quầy dược phía trước, mỉm cười hỏi, tiểu nhị, nghe nói trong thành cầm châu có một vị tiểu y tiên, người biết y tiên đó ngồi khám ở đâu không? Tiểu nhị ở quầy dược nhíu mày, chuyện này, tiểu nhân cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói vị tiểu y tiên đó đã chữa khỏi cho lão phu nhân của phủ An Dương Hầu. Tôn mộ khanh ồ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Phủ An Dương Hầu, nghe qua đã biết là nơi quyền thi lớn, có nên đến đó hay không đây? Trong xe ngựa, Phục Linh kinh ngạc nói, tiểu thư, công tử vừa rồi trông có vẻ phú quý, lại còn là thầy thuốc. Phú quý công tử ở Cẩm Châu Thành này sao lại đi học y chứ? Tần hoàn thẳng người dựa vào vách xe, đôi mắt khẽ nhắm lại. Tôn mộ khanh vốn không phải là công tử phú quý trong thành Cẩm Châu. Hắn mang họ tôn, thuộc dòng chính của Tôn gia Dược Vương Cốc. Khi nàng học y ở Dược Vương Cốc, Tôn Mộ Khanh là sư huynh của nàng. Tần Hoàn không ngờ rằng hắn lại đến thành Cẩm Châu. Không rõ nữa, chỉ là gặp gỡ thoáng qua thôi, không cần phải nghĩ nhiều. Giọng Tần Hoàn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi buồn, bởi nàng nhận ra rằng người quen cũ giờ đây không còn nhận ra mình. Đó là lợi thế của nàng, nhưng cũng là nỗi đau. Duyên phận trên đời thật khó nắm bắt nhưng trong lòng hắn, thẩm hoàn đã mất. Tình nghĩa sư huynh muội giữa họ vì thế mà tự nhiên đứt đoạn. Tần hoàn thở dài trong lòng, khẽ nói, về phủ thôi. Phục linh chỉ cảm thấy tinh thần tần hoàn bỗng chốc suy sụp, nhưng không biết nguyên nhân. Thấy vẻ mặt nàng u ám, phục linh không dám hỏi thêm. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, chẳng mấy chốc đã về tới tần phù. Trên đường, dù tần hoàn không nói nhiều về tôn mộ khanh, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi nụ cười của hắn. Điều này khiến lòng nàng gợn sóng không ngừng. Nàng tự nhủ rằng mình đã không còn là thẩm hoàn, nhưng có lẽ sau này sẽ gặp lại nhiều người quen cũ của thẩm hoàn. Trước đây, tần hoàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng từ khi gặp tôn mộ khanh, tâm trí nàng tự nhiên dừng lại ở vụ án oan của phụ thân. Tiểu thư, nô tỳ có nên mang thuốc đến cho nhị thiếu gia bây giờ không? Tần hoàn gật đầu, ngày uống thuốc ba lần là được chỗ thôi giữa cứ tiếp tục bôi bạch hạnh cao như trước tâm trí tần hoàn có phần rối loạn nàng chỉ tùy ý dặn dò vài câu rồi đi đến mãn các sau khi đến án thư nàng không còn tâm trí để luyện chữ chỉ đứng im trước cửa sổ đã là cuối tháng 9, trời thu mỗi lúc một xe lạnh sự hiu quạnh trong sân càng thêm rõ rệt thật nhanh chỉ chớp mắt nàng đã sống lại được hai tháng sau cái chết tiểu thư, đã muộn rồi, tiền viện linh đường đã chuẩn bị xong. Nhị thiếu gia nói mời mọi người đến linh đường để làm lễ. Nghe vậy, tần hoàn vội xoay người đáp lời. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu bạch ngọc với nhiều nếp gấp, trông không quá rực rỡ nhưng vẫn thích hợp cho việc đi hành lễ. Nàng chỉnh lại những nếp váy, tháo châm ngọc trên tóc, rồi dẫn theo phục linh ra ngoài. Trên bầu trời, ánh chiều tà rực rỡ, tia nắng vàng nhuộm lên những mái cong và lầu các của tần phủ một vầng sáng nhẹ. Khi tần hoàn bước đi trên con đường nhỏ trong phủ, Phục Linh nói, lão phu nhân vốn qua đời, lẽ ra phải tổ chức lớn, nhưng hiện giờ tình hình tần phủ không cho phép. Nhị thiếu gia vừa nói rằng lần này chỉ hành lễ đơn giản, không báo cho họ hàng khác, chỉ mời vài vị sư đến làm lễ pháp sự, rồi quản ba ngày và hạ táng ngoài thành. Nghe xong, Tần Hoàn hiểu rằng không còn cách nào khác nàng bước nhanh đến tiền viện chưa tới nơi đã thấy khung cảnh đồ trắng khắp nơi trước mặt nàng lâm thị mặc áo tang được tần tương dìu đi trước tần lệ đứng trước cửa linh đường chờ lâm thị và mọi người tần hoàn nhíu mày rồi cũng tiến lại gần mẫu thân sức khỏe yếu thắp hương xong thì nên đi nghỉ ngơi chỉ sau một đêm lâm thị dường như già đi cả chục tuổi trên trán đầy những nếp nhăn sâu hai bên tóc mai đã lốm đốm vài sợi bạc Nghe Tần Lệ nói, Lâm Thị không biểu cảm gì, chỉ gật đầu rồi để Tần Tương dìu vào linh đường. Tần Lệ nhìn Lâm Thị bước vào, quay lại thì thấy Tần Hoàn, hắn liền bước tới chào đón, cửu muội muội Đem thuốc đến cho nhị ca ở viện, lần này cứ theo phương thuốc này mà dùng trong 10 ngày. Tần Lệ vội gật đầu, Tần Hoàn liếc nhìn xung quanh, đại tẩu chắc không cần đến đây, phải không? Tần Lệ vội đáp, tự nhiên là vậy, cử muội muội vào thắp nhang đi. Giờ cũng không có cách nào khác, phải làm mọi thứ đơn giản thôi, mong rằng tổ mẫu sẽ không trách. Thời buổi này khó khăn, chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, Tần Hoàn bước vào linh đường, tưởng thị đã được nhập liệm từ sáng, trong linh đường, ngọn đèn trường minh vẫn cháy, xung quanh quan tài lạnh lẽo, vài bà tử theo hầu tưởng thị nhiều năm đang ngồi bên cạnh đốt tiền giấy, khung cảnh thật lạnh lẽo và buồn thảm lâm thị vừa thắp hương xong được tần tương diều xoay người chẳng nói với ai câu nào rồi lặng lẽ rời đi cùng tần tương nhìn dáng vẻ của lâm thị như thể tâm can đã chết tần lệ thở dài giơ tay mời cửu muội muội vào dâng hương đi tần hoàn bước lên vài bước cung kính dâng lên tường thị ba nén hương dù trong lòng nàng không thể coi tường thị là người thân thật sự nhưng những lễ nghĩa cần làm vẫn không thể thiếu Dâng hương xong Tần lệ dẫn tần hoàn ra ngoài, ho nhẹ hai tiếng rồi nói, đại tàu bên kia, mong rằng cửu muội muội chiếu cố nhiều hơn. Đại ca đã mất, đại tàu không thể xảy ra chuyện gì nữa. Người cứ yên tâm. Tần hoàn gật đầu, rồi rời tần lệ, đi về phía nghênh phong viện để vấn an diêu tâm lan. Ban ngày, tần hoàn đã xem qua mạch, giờ nàng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đến phòng trong nhìn qua rồi chuyển sang noãn các để xem đứa bé. Tần Sương đã biết trước Tần Hoàn sẽ đến, khi thấy nàng bước vào, nàng hỏi: "Ngươi vừa đi hành lễ với tổ mẫu à?" Tần Hoàn hơi ngạc nhiên, Phục Linh và Mặc Thư đi theo phía sau cũng nhìn nhau, cảm thấy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Tần Sương chủ động nói chuyện với Tần Hoàn, và cũng là lần đầu tiên trong lời nói của nàng không có sự khinh miệt hay châm chọc. "Ta vừa mới đi hành lễ xong, còn gặp phu nhân và ngũ tỷ." Tần Sương tỏ thái độ ôn hòa, mà từ trước đến nay, Tần Hoàn chưa bao giờ chủ động gây hấn với nàng. Trong mắt Tần Hoàn, sự thay đổi này của Tần Sương là một điều tốt. Phu nhân và ngũ tỷ, Tần Sương khẽ hừ bất mãn, rồi cúi đầu nhìn đứa bé với vẻ thương cảm, nếu phu nhân không thể rời giường thì không nói làm gì, nhưng nếu bà ấy có thể ra tiền viện, tại sao lại không đến đây thăm ta một chút. Nói rồi, Tần Sương khẽ chạm vào mũi đứa bé, ngũ cô cô của ngươi và tổ mẫu chẳng đối xử tốt với ngươi chút nào." Mặc Thư vội vàng nói, "Lục tiểu thư không nên nói thế. Tiểu thư tuy còn nhỏ, nhưng biết đâu lại nghe hiểu được đấy." Tần Sương cười, "Ngốc à, nó mới sinh được một ngày thôi, đừng nói là không hiểu, mà ngay cả có nghe được cũng chẳng sao, chuyện vốn là thế mà." Nói xong, Tần Sương khẽ thở dài. Tần Hoàn nhìn nàng, trong lòng chợt hiểu ra mẫu thân của tần sương cũng qua đời không lâu sau khi sinh nàng từ nhỏ đến giờ tần sương chẳng có mấy ai thật lòng đối xử tốt với nàng mặc thư muốn nói nhưng rồi lại thôi cuối cùng không thốt ra lời nào trong lòng nàng có phần oán trách cũng thương cảm cho diêu tâm lan nhưng nàng chỉ là một kẻ hạ nhân không thể nói gì mà ngay cả diêu tâm lan cũng chẳng thể dám thốt nên lời với việc tần sâm đã mất Diêu Tâm Lan trở thành quá phụ cùng đứa con mồ côi trong tần phủ, cuộc sống thật sự rất khó khăn và Mặc Thư không dám đắc tội với bất kỳ ai. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mặc Thư vẫn nói, không sao cả, tiểu tiểu thư có lục cô cô và cửu cô cô yêu thương là được rồi. Tần Hoàn thấy tình cảnh như vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ ngồi lại nghênh phong viện một lát rồi ra về sau khi hỏi thăm mạch bệnh. Trên đường về, Phục Linh thở dài, tiểu tiểu thư thật là đáng thương, mới sinh ra đã không có cha, cũng chẳng có huynh trưởng kế thừa gia nghiệp. Nếu phu nhân vẫn giữ thái độ như vậy, thiếu phu nhân chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tần Hoàn hiểu rõ điều này, trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho Diêu Tâm Lan, nhưng chính bản thân nàng ở Tần Phủ cũng chỉ như kẻ phiêu bạt, chẳng thể giúp gì cho Diêu Tâm Lan. So sánh lại, Diêu Tâm Lan ít ra vẫn còn cách tự xoay sở. Đừng quên, Diêu Tâm Lan vẫn còn có nhà mẹ đẻ. Sau một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Tần Hoàn bị tiếng ồn ào trong viện đánh thức, điều này hiếm khi xảy ra ở Đinh Lan Uyên. Nàng chấn tĩnh lại, vén màn giường thì thấy Phục Linh ôm một bình sứ màu thiên thanh bước vào phòng. Tần Hoàn nhíu mày, hỏi, cái này từ đâu ra vậy? Phục Linh đã cố bước thật nhẹ nhàng, nhưng khi nghe Tần Hoàn hỏi, nàng hoảng sợ, vội đặt bình sứ xuống rồi hớn hở nói, tiểu thư lời của ngài thật là linh nghiệm. Tần Hoàn vẫn còn ngái ngủ, nghi ngờ hỏi, nói vậy là sao? Phục Linh với vẻ mặt đầy vui mừng, đáp, người nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân đến rồi. Vừa nói, nàng vừa nhìn bình xứ trên bàn gần cửa sổ, lần này, người nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân đã chuẩn bị lễ vật cho khắp nơi, còn đặc biệt mang nhiều quà tới cho chúng ta. Cái bình xứ này cũng do họ mang tới. Tần Hoàn nhớ mày, Diêu Gia lại đến nhanh như vậy sao? Mới chỉ hai ngày trước Diêu Tâm Lan nhận được tin, vậy mà hôm nay người của Diêu Gia đã đến phủ rồi. chương 197 Tần Hoàn nhanh chóng đứng dậy, trong lòng đã hiểu phần nào, Chi Phủ Kiến Châu biết được chuyện xảy ra ở Tần Phủ, e rằng đã vội vàng đưa ra chỉ thị. Đặc biệt là Diêu Tâm Lan gần đến kỳ sinh nở, không thể làm qua loa. Vừa mặc quần áo, Tần Hoàn vừa hỏi, ai đã tới vậy? phục linh nhanh chóng đáp có hai ma ma tới nghe nói là ma ma hầu cận của lão phu nhân nhà họ diêu khi họ đến chỉ nghe nói có chuyện xảy ra ở tần phủ nhưng hôm nay đến nơi mới biết rằng lão phu nhân và thiếu gia đều không còn phục linh thở dài thật là ai mà ngờ được tần phủ lại xảy ra biến cố lớn đến vậy tần hoàn gật đầu đúng vậy nhưng người đắc lực bên cạnh đại tàu đến là tốt rồi đúng thế nghe nói người của nhà họ Diêu đã đến, sáng nay phu nhân đã vào viện đón gió. Phục Linh cười gượng, con Tần Hoàn lắc đầu, chỉ là không biết đại tẩu tính toán thế nào. Nghe vậy, Phục Linh không nói thêm gì nữa, với tính cách của Diêu Tâm Lan, cũng không thể trông mong nàng sẽ làm gì. Sau khi mặc quần áo, rửa mặt và dùng bữa sáng, Tần Hoàn liền đi tới viện đón gió. Đến cổng viện, nàng vừa gặp Lâm Thị và Tần Tương đang bước ra. Sắc mặt của Lâm Thị vẫn lạnh lùng, Tần Tương thì nhíu mày, cả hai trông có vẻ không vui. Tần Hoàn cúi mắt, coi như không thấy gì, chỉ hành lễ chào hỏi qua loa. Lâm Thị không nói gì thêm, vội bước cùng Tần Tương rời khỏi viện đón gió. Đợi hai người rời đi, Tần Hoàn mới đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng dáng của Lâm Thị và Tần Tương. Sau đó, nàng bước vào sân, thấy Mặc Thư đang nói chuyện với vài bà vú già. Vừa thấy Tần Hoàn tới, Mặc thư liền cười đón nàng. Cửu tiểu thư, có thể thấy rằng người của Diêu Gia đến đã làm cho tâm trạng của Mặc thư tốt hơn nhiều, cũng khiến nàng cảm thấy có người thân tín bên cạnh. Mặc thư đưa Tần Hoàn vào trong, vừa vào phòng đã gọi lớn, nhị vị ma ma, cửu tiểu thư đến rồi. Giọng nói của Mặc thư đầy phấn khích, vừa dứt lời, hai ma ma ăn mặc sang trọng bước ra từ bên trong. Cả hai đều khoảng hơn 40 tuổi, tuy là người hầu nhưng trang phục và phong thái đều rất tinh tế, cho thấy họ được gia đình giàu có giáo dưỡng kỹ lưỡng, vừa tự tin vừa cung kính. Hai người tiến lên trước, chưa đến trước mặt Tần Hoàn đã cùng nhau cúi người chào. Bái kiến cửu tiểu thư, chúng nô tỳ xin đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư. Nói xong, cả hai ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoàn. Tần Hoàn vội bước tới, hai vị ma ma đừng làm vậy, xin mau đứng lên, làm sao ta có thể chịu đựng lễ lớn như thế từ hai người được. Hai ma vẫn không đứng dậy, sau khi cúi đầu lại, Tần Hoàn Ba cái mới chịu đứng lên. Tần Hoàn Liếc nhìn Mặc Thư, nói, "Mau giúp hai vị mama đứng lên đi." Trước khi Mặc Thư kịp nói gì, một trong hai mama đã lên tiếng, "Lễ này, người khác không thể nhận nổi, nhưng cửu tiểu thư thì xứng đáng." Mặc Thư đã kể chi tiết mọi việc cho chúng nô tỳ chúng nô tỳ đã nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, biết rằng tiểu thư chỉ còn một tháng nữa là đến ngày sinh nên đã vội vàng tới đây. nhưng không ngờ rằng tiểu thư lại gặp phải biến cố lớn như vậy khi sinh nở. nếu không nhờ cử tiểu thư ra tay, e rằng tiểu thư của chúng ta lúc này đã gặp nguy. ân nếu mạng này, lão phu nhân và lão gia nhà nô tỳ cũng muốn cúi đầu bái tạ cửu tiểu thư. nghe xong, tần hoàn khẽ thở dài, hai vị nói quá lời rồi đó là việc ta nên làm mà thôi. Hai vị mau đứng lên đi. Sau khi Tần Hoàn nói, hai ma ma mới từ từ đứng lên. Vị ma ma hấp nãy tiếp tục, Mạc Thư cũng nói rằng lần trước khi tiểu thư trở về, chính là nhờ cửu tiểu thư đã cứu giúp. Bình thường, cửu tiểu thư cũng chăm sóc tiểu thư không ít. Ân đức này, khi trở về chúng nô tỳ nhất định sẽ kể lại đầy đủ cho lão gia nghe, nhà họ diêu luôn nhớ đến ân tình. Tần Hoàn lắc đầu cười, ta làm những việc đó không phải để nhận báo đáp, ma ma không cần phải để tâm. Chỉ là, đại tẩu dạo này thân thể yếu đuối, còn cần nhờ hai vị ma ma chăm sóc cho thật tốt. Ma ma gật đầu đáp, tất nhiên rồi, chúng nô tỳ đã quen chăm sóc phụ nữ sau sinh, nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư chu đáo. Tiểu thư vừa sinh hạ một tiểu thư nữa, đó là tin vui. Mặc dù đang trong thời kỳ tang lễ của lão phu nhân, nhưng việc này vẫn phải báo cho lão gia biết. Chúng nô tỳ đến đây cũng là vì tiểu thư, giờ chắc chắn sẽ tạm thời ở lại đây không rời đi nữa." Tần Hoàn chỉ quan tâm đến sức khỏe của Diêu Tâm Lan, còn việc nhà họ Diêu truyền tin thế nào thì nàng không tiện xen vào. Hơn nữa, Tần Hoàn hiểu rõ rằng hai mama đã thấy tình trạng của Diêu Tâm Lan, chắc chắn họ sẽ tự nói lại với cha mẹ Diêu Tâm Lan, chuyện này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy hơn. Tần Hoàn vừa trò chuyện với hai mama vừa đi vào trong sự hiện diện của hai ma ma đã giúp mọi người trong viện đón gió an tâm hơn với hai ma ma ở đây ngay cả đại nha đầu mặc thư cũng chỉ đứng bên chờ thấy tình hình như vậy tần hoàn cảm thấy yên tâm hơn về diêu tâm lan nói gì thì nói chỉ cần sức khỏe của diêu tâm lan được phục hồi là điều tốt nhất viện đón gió đã có người quản lý tần hoàn chỉ cần hỏi thăm và cho người khám cho diêu tâm lan là được sau hai ngày tình trạng tồi tệ của Diêu Tâm Lan đã giảm nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn, nhưng dù thế nào, Diêu Tâm Lan vẫn không nói lời nào. Mỗi ngày, Diêu Tâm Lan chỉ tỉnh được một lát, sau đó lại ngủ tiếp. Hai ngày đầu, thuốc an thần của Tần Hoàn có tác dụng, nhưng sau khi đổi phương thuốc, Diêu Tâm Lan vẫn mê mệt, dù Tần Hoàn đã bắt mạch và kiểm tra nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Dần dần, mọi người ở viện đón gió đều hiểu rằng diêu tâm lan mắc bệnh tâm lý cả mặc thư và hai mama mới đến đều cau mày lo lắng nhưng khi đối diện với diêu tâm lan họ không dám thể hiện ra mỗi ngày tần hoàn trò chuyện với diêu tâm lan một lúc nhưng vẫn không có tiến triển gì sáng sớm ngày thứ ba tường thị được đưa đi an táng tần phủ ở cẩm châu đã mất hết thanh danh nhưng tường thị vẫn là chủ nhân của tần phủ nên lễ tang không hề nhỏ ngoài trừ diêu tâm lan tất cả mọi người kể cả lâm thị và các tiểu bối đều mặc áo tang và đi theo đoàn đưa tang cờ tang bay phấp phới tiếng nhạc buồn vang lên tần lệ đi trước cầm bài vị theo sau là tần hoàn và những người khác phía sau là những hạ nhân của tần phủ đều khóc lóc trong tiếng tang thương tần sương và tần tương ở phía trước khóc nức nở nhưng tần hoàn lại không thể khóc nổi tần hoàn cúi mắt xuống đột nhiên nhớ đến cha mẹ nàng thi thể của họ vẫn chưa được thu dọn đêm đẫm máu và tàn nhẫn ấy cả gia đình họ đã ngã xuống ngoài hoàng thành rồi sau đó thì sao tần hoàn trầm ngâm nghĩ ngợi theo thói quen của tuần phòng doanh và cấm quân những gia đình bị chu diệt thường bị vứt xác ở bãi tha ma bên ngoài trong lòng nàng chợt đau xót tiền giấy bay dài đầy đất dù tần lệ đã chọn một con đường vắng vẻ nhưng chẳng bao lâu sau đoàn đưa tang của tần phủ vẫn đi qua nơi đông người. Vừa thấy là đoàn đưa tang của tần phủ, tiếng bàn tán trong đám đông lập tức vang lên khắp nơi. Đây là tần phủ sao? Đây là tang lễ của lão phu nhân tần phủ à? Đúng vậy, trận hỏa hoạn đó đã thiêu chết lão phu nhân rồi. Lửa đó khởi từ đâu vậy? Có phải Tần Phủ đang che giấu kẻ thù ác không? Các người còn nhớ trước đây có người chết ở Tần Phủ chứ? Vậy ngoài lão phu nhân, còn ai nữa đã chết? Hình như là đại thiếu gia của tần phủ. Các người nhìn xem, người đang cầm bài vị phía trước chính là con trai của tiểu thiếp trong tần phủ. Tiếng bản tán từ đám đông vang lên giữa những khoảng trống của tiếng nhạc buồn, lọt vào tai của người nhà tần phủ. Trong bầu không khí sôi nổi ấy, đoàn đưa tang của tần phủ chậm rãi ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, tất cả mọi người trong tần phủ dường như cùng thở phào một hơi dài sau khi bị đè nén bấy lâu khi đến gần một trạm kiểm soát gần cổng thành tôn mộ khanh giữ chặt một khách nhân bên cạnh chỉ vào đoàn đưa tang vừa đi qua và hỏi đây là gia đình nào vừa có chuyện vậy người đàn ông trung niên bị giữ lại liền nhíu mày hỏi ngươi là người từ nơi khác đến là tôn mộ khanh cười ha hà đúng vậy ta vừa mới đến đây không lâu thưa huynh gia đình này có danh tiếng lắm sao nghe vậy người đàn ông trung niên nở một nụ cười đầy ẩn ý nói không hẳn là danh vọng, nhưng khoảng một tháng trước, họ còn được coi là gia đình quý tộc ở Cẩm Châu. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nhà này đầu tiên xảy ra vụ án mạng, rồi lại bị lộ ra một vụ bê bối cách đây 10 năm. Giờ đây, gia đình này có thể nói là nổi tiếng vì tai tiếng. Tôn mộ khanh nhíu mày, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về bóng dáng của tần hoàn mà hắn vừa thoáng nhìn thấy. Suy nghĩ một lúc, hắn càng thêm chắc chắn rằng mình không nhớ nhầm, liền hỏi tiếp, sao lại có vụ án mạng? Còn vụ bê bối kia là gì? Người đàn ông trung niên, thường xuyên đến quán trà để nghe những câu chuyện lạ, thấy Tôn Mộ Khanh thật sự tò mò, liền tranh thủ kể chuyện. Ông ta nói, nói về nhà này thì lắm chuyện lạ, để ta kể cho ngươi nghe từ cô cửu tiểu thư của nhà họ, người được gọi là chết rồi sống lại. Tôn Mộ Khanh ngạc nhiên, cửu tiểu thư, chết mà sống lại. Người đàn ông trung niên cười hắc hắc, chuyện này thật ra thế nào thì ta cũng không rõ. Nhưng ngươi biết đấy, mấy gia đình quý tộc ở Cẩm Châu luôn có nhiều chuyện. Mọi người cứ truyền tay nhau rồi thành như vậy. Để ta kể, vào khoảng tháng 7 năm ngoái, cửu tiểu thư nhà họ. Người đàn ông trung niên kể rất sinh động về những chuyện kỳ lạ ở Tần Phù. Tôn Mộ Khanh gọi cho ông ta một bình trà, và ông ta kể càng thêm tận tình. Nửa canh giờ sau, Tôn Mộ Khanh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, cái gì? Lão gia Tần phủ lại có sở thích ghê tởm như vậy. Hắn còn hại chết cả những cô bé đó sao? Người đàn ông trung niên vừa uống trà vừa thở dài, đúng là như vậy, ai mà ngờ được chứ. Tần phủ là một chi của Trung Dũng hầu phủ ở kinh thành, trước kia ở Cẩm Châu cũng có chút danh tiếng. Là gia đình quý tộc giàu có, họ luôn phải giữ thể diện và danh tiếng trong sạch. Người ngoài không biết còn tưởng rằng họ thực sự như thế, nhưng ai ngờ rằng bên trong lại xảy ra những chuyện tàn ác như vậy. Tôn mộ khanh cau mày, nói gắt gao, đúng là. Táng tận lương tâm, người đàn ông trung niên gật đầu, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, khi nhà khác đưa tang, không ai dám bàn tán. Nhưng khi là tần phủ đưa tang, người có nghe thấy người ta chỉ trỏ, bản tán không mớt không? Tôn mộ khanh gật đầu, đúng là vậy. Sau đó, ánh mắt tôn mộ khanh lóe lên, nhưng sau đó thì lại là những chuyện về lòng người độc ác. Ban đầu ngươi nói rằng cửu tiểu thư nhà họ chết đi sống lại, còn có tài năng y thuật tuyệt đình. Nghe thật khó mà tin nổi. Sao lại không thể tin được chứ? Người đàn ông kể chuyện ghét nhất là bị nghi ngờ thật giả. Liền nhướng mày nói, chuyện này ở tần phủ đã gây ra một trận náo loạn lớn. Hầu như mọi người trong tần phủ đều biết, phía sau lưng họ còn bàn tán không ngớt. Tôn Mộ Khanh vội hỏi, vậy cửu tiểu thư của Tần Phủ trông như thế nào? Có xinh đẹp không? Người đàn ông trung niên trợn mắt nhìn Tôn Mộ Khanh, ngươi, thanh niên này, sao lại hỏi về nhan sắc của cô nương nhà người ta? Vừa nãy ngươi hỏi nhiều như vậy, ta còn tưởng ngươi tò mò về chuyện Tần Phủ, sao giờ ngươi lại? Nói xong, người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn ngươi trông cũng đàng hoàng mà, không ngờ lại là kẻ bị ổi đến vậy muốn biết nhan sắc của cô nương nhà người ta. Sao người không tự đến tận nơi mà nhìn đi? Người đàn ông trung niên uống hết bình trà rồi đặt mạnh chén xuống bàn, nói xong, vùng tay áo rồi bỏ đi. Tôn mộ khanh bất đắc dĩ nhìn bóng dáng ông ta, lẩm bẩm ta. Nếu đến tận cửa thật thì chẳng phải sẽ bị coi là một tên bỉ ổi thật sự sao? Tôn mộ khanh thở dài một hơi, chớp mắt nói, hóa ra nàng là tiểu thư của tần phù chỉ không biết nàng là ai, chẳng lẽ lại chính là Cửu tiểu thư nổi tiếng đó. Sau khi lễ tang kết thúc, khi Tần Hoàn trở về từ ngoài thành thì trời đã tối đen. Nàng trở về phủ và đi thẳng đến Đinh Lan Uyển, Phục Linh đi cùng Tần Hoàn, lúc này cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Vừa vào cửa, nàng liền chuẩn bị cho Tần Hoàn tắm rửa. Khi Tần Hoàn vừa cởi áo và bước vào thau tắm, Phục Linh ngạc nhiên nói, vừa rồi khi chúng ta trở về, vãn đường vãn hạnh và cả vãn lê đều ở ngoài vãn đường thì không nói làm gì nhưng sao vãn lê cũng ra ngoài tiểu thư có nhớ không nàng ấy đã không xuất hiện mấy ngày nay tần hoàn dựa lưng vào thau tắm thư giãn một lúc rồi nói tình trạng hiện tại của tần phù khiến ngay cả các chủ tử cũng không yên lòng huống hồ gì là đám nô tỳ. vãn lê kiêu ngạo cho rằng mình xứng đáng được phục vụ chủ nhân được sủng ái nhưng hôm nay dù được sủng hay không Tần phủ cũng đều suy tàn. Những hạ nhân như các nàng đều cảm thấy bất an. Giọng của Tần Hoàn Thư thả, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Phục Linh Liếc nhìn nàng một chút, rồi nói: "Sao Nô Tỳ lại không nghĩ tới điều này chứ?" Nghe nói lần này Tần phủ xảy ra chuyện lớn, e rằng nhiều tài sản sẽ bị tịch thu. Mang tội danh là tội tộc đã đành, nhưng từ nay về sau, việc ăn mặc chi tiêu sẽ không còn được như trước nữa các nàng ấy đang lo lắng rằng mình sẽ bị đuổi đi, phải không? Tần Hoàn nhẹ đáp ừm một tiếng, Phục Linh không hề ngốc, nàng chỉ cần nói một chút là đã hiểu ra ngay. Vậy tiểu thư, nếu ngài muốn giữ lại một người trong số các nàng, ngài sẽ chọn ai? Tần Hoàn không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 198. Phục Linh nghiêng đầu suy nghĩ, chọn vãn đường đi vãn đường được giáo dưỡng tốt nhất chỉ một mình nàng có thể đảm nhiệm việc của ba người không cần nói đến vãn lê dù vãn hạnh cũng tốt nhưng cuối cùng lời nói của nàng còn hơi thiếu sự mạch lạc tính tình chân thật sau này tiểu thư sẽ cần những người có thể quản lý đồng thời có khả năng giao tiếp với bên ngoài mà vãn hạnh sợ là không đảm nhiệm nổi tần hoàn nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nói nghe cũng có lý Phục Linh cười khẽ, thấy Tần Hoàn thật sự rất mệt nên không nói thêm gì. Tần Hoàn ngâm mình trong thao tắm một lúc rồi bước ra thay quần áo, sau đó nhanh chóng lên giường nằm nghỉ. Phục Linh dọn dẹp xong gian phòng, vừa ra khỏi cửa thì thấy mấy người của vãn đường đang chờ bên ngoài. Trong lòng Phục Linh có ấn tượng tốt hơn với vãn đường, nên tất nhiên bảo vãn đường dẫn mấy người đi nghỉ ngơi. Đêm đó, Tần Hoàn ngủ rất sâu, nên khi nàng tỉnh dậy vào ngày hôm sau trời bên ngoài đã sáng hẳn sau khi bình tĩnh lại tần hoàn đứng dậy phục linh nghe thấy động tĩnh liền bước vào cười nói tiểu thư hiếm khi có giấc ngủ lười như thế này tần hoàn mỉm cười nhưng đêm ngủ sâu này thật sự đã giúp nàng hồi phục tinh thần khá nhiều nàng suy nghĩ đã nhiều ngày rồi chưa đến hầu phủ không biết sức khỏe của công chúa ra sao và cả thương tích ở chân của đại công tử ngụy gia nữa Phục Linh nghe xong chỉ cười khẽ, nói, tiểu thư thật không thể ngừng lo nghĩ một chút được. Sau khi ăn sáng, Tần Hoàn như thường lệ đến Minh Phong Viện. Diêu tâm lan mạch đập ổn định, trên mặt cũng hồng hào hơn, nhưng vẫn giống mấy ngày trước. Nàng ít nói, mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt đi sự nhăn nheo, đứa trẻ mới sinh trông khá giống Diêu tâm lan. Tần Hoàn ngồi thêm một lúc, thì bỗng thấy Tần Lệ vội vã đến Minh Phong Viện. Mặc thư dẫn Tần Lệ vào, vừa vào đến nơi, Tần Lệ liếc nhìn Tần Hoàn và nói: "Cửu muội, quả nhiên muội ở đây." Tần Hoàn đứng dậy, hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Lệ cau mày, nói: "Vừa nãy, người của phủ nha đến, nói rằng tình hình của phụ thân trong mục không ổn, muốn chúng ta đến thăm ông lần cuối. Cửu muội, muội có thể đi cùng ta một chuyến không?" Nghe Tần Lệ nói vậy, Tần Hoàn lập tức hiểu ý. Tần Lệ muốn nàng đi cùng, lỡ khi tình thế bắt buộc, có thể nhờ nàng cứu Tần An. Mặc dù Tần Hoàn không muốn cứu mạng Tần An, nhưng nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của Tần Lệ, lòng nàng cuối cùng cũng mềm lại và nàng gật đầu đồng ý. Đôi mắt Tần Lệ sáng lên, vậy thì tốt quá, cửu muội, chúng ta đi ngay thôi, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi. Tần Hoàn không nói gì thêm, chỉ bảo Phục Linh đi lấy tố vấn và chín cây kim cần thiết mang theo sau đó nàng cùng tần lệ rời phủ vừa lên xe ngựa tần lệ liền nhìn tần hoàn và nói xin lỗi cửu muội vốn dĩ không nên để muội đi cùng thế này tần hoàn giữ nét mặt bình thản nhìn tần lệ và nói nếu biết không nên tại sao còn mời ta nếu ta đã tới rồi thì không cần nói thêm những lời này ta không định cứu mạng hắn chẳng qua là vì nề tình nhị ca và phụ thân thôi tần lệ nghe tần hoàn nói vậy thì cảm thấy hậm hực nói, ta biết lòng cửu muội rất lương thiện. Dù rằng hắn bị trừng phạt đúng tội, nhưng dù sao cũng là phụ thân của ta. Dù sao, ta cũng hiểu rằng với tình trạng của hắn bây giờ, ngay cả cửu muội cũng khó lòng cứu vãn. Tần Hoàn trong lòng cũng nghĩ chuyến đi này có lẽ không thể thay đổi được gì, vì bệnh hoa liễu của Tần An đã vào giai đoạn cuối, thuốc hay kim châm cũng không thể có tác dụng. Nhưng với tư cách là một thầy thuốc, nàng không thể đưa ra bất kỳ trần đoán nào khi chưa trực tiếp xem xét tình trạng của bệnh nhân tần hoàn không nói gì thêm với tần lệ không khí trong xe ngựa lập tức trở nên yên lặng đây không phải lần đầu tiên tần hoàn đến phủ nha khi xe ngựa dừng lại nàng là người đầu tiên bước xuống vừa xuống xe tần hoàn lập tức đi thẳng đến cửa phủ nha tần lệ theo sau nàng sau khi nói vài câu với nha sai họ liền được dẫn vào trong các nhà sai đã quen biết tần hoàn cũng biết nàng có địa vị đặc biệt trong lòng hoắc hoài tín và yến trì nên vô cùng cung kính với nàng suốt dọc đường họ vừa đi vừa giải thích lý do lần này đến tuy nhiên họ gần như không để tần lệ vào mắt tần lệ chỉ biết cười gượng vài tiếng khi nhóm người tiến sâu vào trong phủ nha sắp đến cửa nhà tù thì bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên tần cô nương tần hoàn khựng lại đôi chân trứng lại giữa bước đi tôn mộ khanh từ một ngã rẽ phía trước đi tới khi nhìn thấy tần hoàn hắn tỏ ra rất vui mừng nhanh chóng tiến về phía nàng và nói tần cô nương thật không ngờ lại có thể gặp lại cô nương sau lần từ biệt trước ta luôn nghĩ về dung nhan của cô nương nếu không phải hôm qua tình cờ thấy cô nương mặc tam phục trên phố ta cũng không biết cô nương là người của tần gia tần hoàn nhìn tôn mộ khanh với một nụ cười nhạt và hơi nhíu mày, chưa kịp đáp lời thì từ phía nhà tù, một bóng người mặc áo đen bước ra. Nàng ngước mắt lên và nhận ra Yến Trì, trên khóe môi hắn hiện lên một nụ cười lạnh đầy vẻ không thiện trí. Chương 121, Thẩm đại nhân có một nữ nhi, người đã từng gặp chưa? Bái kiến Thế tử điện hạ. Thấy Yến Trì bước ra, Tần Hoàn vội vàng cúi đầu hành lễ. Tôn Mộ Khanh ngẩn người một lúc, rồi vội vàng quay người lại, tò mò liếc nhìn yến trì một cái trước khi ôm quyền hành lễ tần lệ cũng không dám chậm trễ cùng với tôn mộ khanh và hai nha sai khác tất cả đều cung kính cúi đầu hành lễ yến trì bước ra liếc nhìn tần hoàn trước tiên và nói miễn lễ ánh mắt yến trì sau đó chuyển sang tôn mộ khanh rồi nhìn về phía hai nha sai đứng phía sau hắn hỏi chuyện gì đã xảy ra một nha sai vội đáp khởi bầm điện hạ chúng tôi đang đi thỉnh đại phu cho tần lão gia nghe thấy vậy tần lệ thở phào nhẹ nhõm rõ ràng hoắc hoài tín không muốn tần an sớm qua đời yến chỉ nhướng mày hỏi vị đại phu này từ đâu đến hai nhà sai lộ vẻ khó xử tôn mộ khanh liền chắp tay nói khởi bẩm thiết tử điện hạ tại hạ là tôn mộ khanh người liên châu lần này tại hạ vân du đến đây hôm nay tại hạ đang ở nhân tâm y quán ở phía nam thành để khám bệnh. Khi hai vị nha sai đến, các đại phu khác đều đang bận với bệnh nhân, nên tại hạ đã chủ động nhận lời đến đây. Khi tôn mộ khanh nói chuyện, hắn lén liếc nhìn Yến Trì. Chỉ một cái liếc mắt đó, hắn đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Yến Trì. Bị ánh nhìn của Yến Trì áp đảo, tôn mộ khanh lập tức cúi đầu, thầm nghĩ, thế tử điện hạ. Không biết đây là thế tử nào? Ở Cẩm Châu, dường như chỉ có An Dương Hầu Phủ là nhà công hầu. Chẳng lẽ đây là thế tử của An Dương Hầu Phủ? Trong lòng tôn mộ khanh thoáng động, muốn hỏi thăm Yến Trì, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy uy nghi của hắn, tôn mộ khanh đành mím môi, cuối cùng không dám hỏi. Liên Châu, họ tôn, người có quan hệ gì với Dược Vương Cốc? Giọng Yến Trì lạnh lùng, đầy uy nghi, khiến sắc mặt tôn mộ khanh thay đổi. Trong ánh mắt của Tần Hoàn cũng lóe lên chút ngạc nhiên. Dược Vương Cốc nằm ở phía đông của Liên Châu, và cả gia tộc Tôn đều xuất thân từ đó. Điều này không có nhiều người biết, nhưng Yến Chỉ lại phản ứng nhanh chóng và là người đầu tiên nhận ra điều đó. Tôn Mộ Khanh khẽ nhếch môi, điện hạ quả thật tinh mắt, tại hạ là đại đệ tử đời thứ 19 của Dược Vương Cốc. Nghe lời này, Tần Lệ không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Gia tộc Tôn của Dược Vương Cốc là danh y lớn nhất Đại Chu, dù y thuật rất cao siêu nhưng họ không chịu sự kiểm soát của bất kỳ thế lực nào. Ngay cả Thánh thượng khi cần đến cũng phải đích thân thỉnh cầu ba bốn lần mới có thể gặp được người của Tôn gia. Mỗi năm năm, Dược Vương Cốc lại mở cửa thu nhận 36 đệ tử từ các gia tộc khác. Để được nhận, các đệ tử này phải trải qua những bài kiểm tra khắt khe và đa số chỉ được học trong cốc một năm. Chỉ những người được Dược Vương đích thân chọn mới được tiếp tục học tập. Đường nhiệm dược vương, tên là Tôn Hy, nổi tiếng với tiêu chuẩn thu đồ đệ rất cao. Trong suốt 20 năm qua, ông chỉ giữ lại chưa đến 10 đệ tử. Tần lệ nhìn Tôn Mộ Khanh với ánh mắt trong veo, quy tắc của dược vương cốc rất nghiêm khắc, đệ tử của họ ít khi hành nghề dưới danh nghĩa của cốc. Những người xuất thân từ dược vương cốc, hoặc vào cung làm ngự y, hoặc trở thành danh y nổi tiếng. Nhưng ở Cẩm Châu, chưa bao giờ nghe nói có đại phu nào của Dược Vương Cốc xuất hiện. Nếu thật sự xuất thân từ Dược Vương Cốc thì không biết người này liệu có thể chữa khỏi bệnh hoa liễu được hay không. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Tần Hoàn không biết Tần Lệ đang nghĩ gì, nhưng nếu nàng biết, nàng cũng sẽ không ngạc nhiên hay để ý nhiều. Thì ra là đệ tử chính thống của Dược Vương Cốc. Rõ ràng, Yến Chỉ biết nhiều hơn hẳn so với người khác. Nghe Yến Chỉ nói, tôn mộ khanh lại chắp tay cúi chào một lần nữa hắn vẫn mặc chiếc áo bào trắng nhẹ nhàng tinh khiết như tuyết điện hạ quả thật anh minh yến chỉ liếc nhìn tôn mộ khanh từ trên xuống dưới sau đó quay sang nhìn hai nha sai dẫn hắn vào trong hai nha sai gật đầu một người liền giơ tay mời tôn đại phu xin mời tôn mộ khanh gật đầu quay lại nhìn tần hoàn và nói cửu cô nương tại hạ đi xem bệnh rồi sẽ quay lại ngay. Tôn Mộ Khanh còn quay lại nhìn Tần Hoàn một cái thật kỹ, rồi mới theo hai nha sai đi vào trong. Yến chỉ liếc qua Tần Lệ, sau đó nói với một nha sai khác, dẫn nhị thiếu ra vào. Mặc dù Tôn Mộ Khanh đã vào trước, nhưng có lẽ đây vẫn là cơ hội cuối cùng để Tần Hoàn nhìn thấy Tần An. Nghe Yến chỉ phân phó, Tần Lệ liếc nhìn Tần Hoàn, rồi thấy Yến chỉ không có ngăn cản gì, liền theo nha sai đi vào khi vài người đã rời đi chỉ còn lại tần hoàn và phục linh đứng đó yến chỉ quay sang tần hoàn hỏi người vừa rồi ngươi quen biết sao tần hoàn lắc đầu ta không quen biết hắn chỉ là hai ngày trước khi ra ngoài mua thuốc ta tình cờ gặp hắn hắn thấy ta dùng phương thuốc trị bệnh hoa liễu còn chỉ điểm thêm một vài điều khi đó ta không biết hắn là người của dược vương cốc yến chỉ ánh mắt thoáng dịu lại rồi nhìn về phía nhà lao, hỏi, người có cần vào xem không? Tần Hoàn Trầm ngâm một lúc rồi nói, đã đến đây rồi, vẫn nên vào xem thử. Chưa cần nói đến những chuyện khác, nhưng Tôn Mộ Khanh hiện đang ở bên trong. Dù thân phận của nàng đã khác trước, khi gặp lại nhau cũng chỉ có thể coi như người xa lạ. Tuy nhiên, nghĩ về những chuyện đã qua, Tần Hoàn không thể không băn khoăn về việc Tôn Mộ Khanh đến Cẩm Châu bằng cách nào. Nghe Tần Hoàn nói vậy, yến chỉ liền khẽ nghiêng người ra hiệu mời nàng đi cùng dường như muốn nàng đồng hành bên cạnh hắn tần hoàn bước lên hai bước yến chỉ đi cùng nàng về phía cửa nhà tù đây không phải lần đầu tần hoàn đến đây nên nàng tự nhiên biết đường nhưng yến chỉ vẫn đi cùng nàng suốt quãng đường mặc dù trong lòng có chút khó tả nhưng nét mặt của nàng cũng thả lỏng đôi chút vừa đi yến chỉ vừa nói người từ hồ châu đã trở về hồ sơ từ nha môn bên đó cũng đã được gửi về. Mười năm trước, ở một số huyện phía tây bắc Hồ Châu có hàng loạt trẻ em mất tích, tất cả đều trong độ tuổi từ 8 đến 12. Khi đó, vụ việc gây ra náo động lớn, nhưng điều tra mãi vẫn không ra manh mối, nên vụ án bị treo. Tần hoàn nhíu mày, những vụ án mất tích trẻ em khắp nơi đều rất phổ biến, thường là do bọn buôn người thực hiện. Vì bọn chúng hoạt động khắp nơi, việc điều tra rất tốn công sức. Và phần lớn các vụ án như vậy đều rơi vào tình trạng mập mờ, không có kết quả. Tần Hoàn gật đầu hiểu chuyện, hỏi, vậy đã liên hệ được với gia đình các đứa trẻ chưa? Yến chỉ lắc đầu, chỉ mới liên hệ được một hai gia đình, còn lại thì hoặc đã chuyển đi, hoặc không còn ai ở trong nhà. Một số hồ sơ còn bị mất mát và không đầy đủ, nên việc điều tra hiện tại chưa có kết quả cụ thể. Hoắc Chi phủ đang xem xét hồ sơ, nếu nhận diện được hài cốt sẽ đưa hài cốt về Hồ Châu. Nếu không nhận diện được, thì chỉ có thể đành bỏ qua. Tần Hoàn gật đầu, Yến Trì tiếp tục, người ở huyện Dương cũng đã trở về, và vụ của Thải Hà đã được điều tra rõ ràng. Tần Hoàn khựng lại, nhìn về phía Yến Trì. Yến Trì liền nói, chúng ta đã tìm ra một gia đình, trong nhà chỉ còn lại một hóa phụ. Chồng và con trai của bà ta đã chết vì dịch bệnh từ hơn 10 năm trước. Người phụ nữ này là bà con với nhị di nương, và sau so vụ cháy lớn ở nhà Thải Hà 10 năm trước, Thải Hà đã chạy đến nhà bà này để cầu xin được thu nhận. Theo lời bà ta, Thải Hà kể rằng vào ngày đó, nàng ra ngoài giao tơ lùa. Khi quay về, thấy nhà đã bốc cháy và không thể cứu vãn. Trong cơn tuyệt vọng, nàng nhìn thấy vài kẻ có thần sắc kỳ quái. Thải Hà khi đó tuy còn nhỏ nhưng đã giúp đỡ gia đình, có vài phần tâm trí và hiểu biết. Nàng đã lén nghe bọn chúng nói chuyện và phát hiện ra rằng mẹ và em gái của mình đã bị bọn buôn người bắt cóc, và những kẻ phóng hỏa lại chính là một gia đình giàu có ở Cẩm Châu. Thải Hà cầu xin người phụ nữ đó thu nhận mình, nhưng 6 năm trước nàng đã rời đi. Trước khi đi, Thải Hà còn mua cho bà ta một người hầu để giúp đỡ. Mỗi năm, nàng đều gửi tiền về để đảm bảo cuộc sống của bà ta người phụ nữ ấy đã nhiều năm không gặp lại thải hà và không hề biết rằng thải hà đã quay lại để báo thù giọng nói của yến chỉ trầm xuống khi kể lại câu chuyện lòng tần hoàn cũng trở nên nặng nề một cô gái nhỏ tuổi đã chứng kiến những kẻ ác độc tàn nhẫn hại gia đình mình và từ đó trong cuộc đời của nàng chỉ còn lại hai từ báo thù gia đình nàng giờ chỉ còn lại một mình cô độc còn kẻ thù của nàng lại là những người quyền cao chức trọng khó lòng với tới ngoài việc dốc hết tâm trí mưu tính thải hà chẳng còn cách nào khác tần hoàn nghĩ đến việc thải hà đã nhiều năm ẩn nhẫn và mưu tính không khỏi cảm thấy kinh ngạc và cảm thán nghĩ về thải hà nàng lại nghĩ đến chính mình gia đình nàng cũng đã mất mạng dưới tay những kẻ ác liệu nàng nên từng bước cẩn trọng thế nào để giải oan và báo thù khóe môi tần hoàn khẽ mím lại trước đây nàng đã theo phụ thân lang bạt khắp nơi hiểu rõ rằng luật pháp luôn được đặt lên trên tình cảm con người sau đó nàng học y đảo cầu mong có được tấm lòng từ bi nhân ái nhưng những điều đó không có nghĩa là nàng sẽ buông bỏ mối thù hận nàng hiểu sâu sắc rằng nhiều tội ác trên thế gian này ẩn giấu nơi mà luật pháp không thể chạm tới để đối phó với những tội ác như vậy tay nàng có lẽ cũng sẽ phải vấy máu thải hà là một ví dụ điển hình so với thải hà ít nhất Tần Hoàn vẫn có thân phận là cửu tiểu thư của Tần Phủ, nhưng nàng biết rõ, chỉ dựa vào thân phận ấy là không đủ. Thải Hà chỉ phải đối đầu với Tần Phủ, còn nàng phải đối phó với kẻ đứng sau những vinh hoa ngút trời ở Kinh Thành, một kẻ ác độc hơn rất nhiều. chương 200 Hoác Hoài Tín trừng mắt nhìn Hoác Ninh, nói giọng trách móc, người nghĩ giấu ta sao? Ta không biết ngươi đang có ý đồ gì chắc. Trước đây người ta nói cửu cô nương ngưỡng mộ ngươi, nhưng ngươi lại không để mắt tới cô ấy giờ thì hối hận rồi đời này không có thứ gọi là thuốc chữa hối hận đâu hoác hoài tín tiếp tục nhìn hoác ninh đầy nghi ngờ còn nữa ta thực sự hoài nghi trước đây chẳng lẽ ngươi đã hiểu lầm sao làm sao mà cửu cô nương lại có thể thích ngươi được hoác hoài tín nói xong phất tay áo và quay người bước đi trong khi hoác ninh vốn đã xấu hổ vì bị phụ thân nhìn thấu nghe thấy lời đó thì lập tức tức giận, liền vội đuổi theo, nói, phụ thân nói vậy là có ý gì? Ý phụ thân là coi thường con trai mình sao? Trước đây rõ ràng ánh mắt nàng nhìn con là. Hoác hoài tín ngừ lạnh một tiếng, ánh mắt nàng nhìn ngươi thế nào? Ta đúng là đã dạy ngươi quá kiêu ngạo rồi. Cửu cô nương đứng đó, ngươi là nam nhân mà còn chẳng có khí thế bằng cô ấy. Vậy mà dám nói cô ấy từng có tình ý với ngươi sao? hoắc ninh dậm chân bực bội, phụ thân không tin cứ hỏi thác và nam phong mà xem hoác ninh quay đầu nhìn thác và nam phong cả hai liếc nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu hoác ninh giận dữ như muốn đánh họ nhìn hai kẻ đang cúi đầu gần sát đất với vẻ đầy chán nản rồi quay sang nói phụ thân tại sao ngài không chịu tin chuyện này ngay cả hai tiểu thư khác của tần phủ cũng biết nếu phụ thân không tin con sẽ đi ngay đến tần phủ nàng đã từng rơi xuống hồ rồi thay đổi tính tình, nhưng con không tin là nàng có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau sự cố đó. Bước chân của Hoắc Hoài Tín đột ngột dừng lại, ông giơ tay lên định đánh Hoắc Ninh. Hoắc Ninh nhanh chóng đưa tay lên để đỡ, nhưng Hoắc Hoài Tín dừng lại, tay ông run rẩy, chỉ vào Hoắc Ninh mà quát, ngươi dừng lại ngay cho ta. Từ giờ trở đi, không được xuất hiện trước mặt Cửu cô nương, cũng không được đến Tần phù. Nói chung, bất cứ nơi nào có Cửu cô nương ngươi không được đến và không được để ai biết rằng ngươi vẫn còn nhớ nhung cô ấy mặt hoác ninh đỏ bừng lên nhưng đến lúc này hắn không ngại việc phụ thân nhìn thấu lòng mình vẫn chưa từ bỏ ý định nói phụ thân tại sao lại nói như vậy tại sao con không thể đến đó trước đây phụ thân đâu có cấm con như vậy hoác hoài tín tức giận nhấc chân đá thẳng vào hoác ninh trước đây ngươi còn dám nhắc chuyện trước đây nếu ngươi chịu cố gắng hơn một chút thì đâu đến nỗi như bây giờ. Nói chung là không được đi, không được đi, người không lo cho tương lai của mình, nhưng ta còn phải lo cho sự nghiệp của ta. Hoác hoài tín nói xong, hư lạnh một tiếng, phất tay áo và bỏ đi nhanh chóng. Hoác ninh đứng ngơ ngác tại chỗ, có phần hoang mang. Chuyện này rốt cuộc thế nào mà lại liên quan đến quan chức? Chuyện này thì liên quan gì đến công việc của phụ thân? sau khi suy nghĩ một lúc hoắc ninh quay người nhìn về phía thác và nam phong đứng không xa nói hai ngươi lại đây thác và nam phong nhìn nhau rồi cúi đầu tiến lại gần hoắc ninh hoắc ninh nhìn họ cười lạnh đá vào mỗi người một cú cả hai đau đớn rên lên hoắc ninh lại lạnh lùng nói hai ngươi nói thử xem lời của phụ thân vừa rồi có ý gì thác và nam phong thu mình lại nghiêm mặt thác hắng giọng rồi nói cửu cô nương giờ đã khác xưa rồi, được hầu phủ và thái trưởng công chúa rất yêu ái. Tiểu nhân đoán, ý của lão gia là nếu công tử làm cửu cô nương bất mãn quá, thì thái trưởng công chúa cũng có thể không hài lòng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của lão gia. Nam Phong vội vàng gật đầu, đúng rồi, tiểu nhân cũng nghĩ như vậy. Hoác Ninh nhíu mày, đầu óc hắn lúc này đã tỉnh táo hơn, nhưng khi nàng mới được hầu phủ khen ngợi, phụ thân còn rất tán thành, thậm chí còn sai mẫu thân đến tần phủ một chuyến. Nghe vậy, thác có vẻ lúng túng, còn Nam Phong suy nghĩ một lát rồi nói, khi đó, thái trưởng công chúa chưa nghĩ xa đến vậy, nhưng bây giờ, liệu có phải công chúa định gà cửu cô nương cho người khác không? Nghe vậy, mắt hoác ninh bỗng sáng lên, đúng rồi. Hầu phủ vốn có thế tử và nhạc thanh, ngoài ra còn có duệ thân vương thế tử điện hạ ba người này đều có khả năng được thái trưởng công chúa chọn lựa. Hoác Ninh nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không thể nào là duệ thân vương thế tử điện hạ, có lẽ là nhạc thanh hoặc nhạc giá. Nhạc giá vừa bị thất bại trong hôn sự, nên chắc chắn là nhạc thanh. Nhạc thanh, hừ, suy nghĩ đến đây, mắt Hoác Ninh hơi nheo lại, nhạc thanh từ trước đến giờ không ưa gì hắn, có lẽ hơn phân nửa là nhạc thanh có ý đồ với nàng. Suy nghĩ đến đây, sắc mặt hoắc ninh thay đổi điều này không thể nào được trước đây nàng đã thích hắn không thể để nhạc thanh chiếm được nàng dễ dàng như vậy hát xì vừa mới bước lên xe ngựa, tần hoàn đã không thể kiềm chế nổi mà hát hơi một cái yến chỉ nhíu mày làm sao vậy cảm lạnh à tần hoàn lắc đầu vẻ mặt có chút kỳ lạ không cũng không rõ vì sao nữa yến chỉ đặt tay lên trán tần hoàn để kiểm tra tần hoàn ngạc nhiên cơ thể lập tức cứng lại. Nàng nhìn Yến Trì bình tĩnh, nhưng Yến Trì lại nghiêm túc, sau đó cẩn thận áp chán của mình vào chán nàng. Một lát sau, Yến Trì kết luận, thật ra nàng không sốt. Nói rồi, chàng thu tay lại, tần hoàn bất lực cười, ta vốn là đại phu, điện hạ không cần lo lắng. Người chữa bệnh thường không tự chữa cho mình, gần đây tần phủ có nhiều việc, có lẽ nàng đã hơi lơ là. Sau khi nói vậy, Yến chỉ chuyển chủ đề, còn về tôn mộ khanh, dù hắn nói là từ dược vương cốc, nhưng chưa thể xác minh được, sau này nàng phải cẩn thận hơn. Tần hoàn mở to mắt nhìn Yến trì, nhưng điện hạ làm sao biết rằng ta không có ý kết giao với hắn. Yến trì nhớn mày, hắn mới gặp nàng một lần mà đã tỏ ra rất coi trọng. Hắn còn tự xưng là người của dược vương cốc, đây có vẻ là một bước đi khôn ngoan. Nếu hắn có ý đồ xấu thì sao? Tần Hoàn suy nghĩ một lúc sau khi nghe vậy, Điện Hạ nói đúng, điều này quả thật có phần hợp lý, trùng hợp đến kỳ lạ. Yến Trì nghiêm nghị thẳng lưng, đúng vậy. Tần Hoàn nhìn Yến Trì một lúc, trong lòng đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ kỳ lạ. Nàng liếc nhìn xung quanh xe ngựa, xe ngựa này chật trội quá, thế tử Điện Hạ có quen không? Đây là xe ngựa của Phủ Nha, không thể so với xe ngựa đẹp đẽ quý giá của Tần Phủ hay Hầu Phủ. Yến chỉ vốn quen cưỡi ngựa, nhưng lần này lại muốn ngồi xe ngựa. Nghe Tần Hoàn hỏi, chàng nghiêm túc trả lời, khi hành quân ngoài chiến trường, ta còn phải ngủ trong những nơi nhỏ hẹp và lạnh lẽo hơn nhiều. Thế này đã là gì đâu? Hành quân bên ngoài là chuyện khác, không có cách nào khác, nhưng tình huống hiện tại lại khác hẳn. Rõ ràng hắn có thể cưỡi con ngựa cao lớn, nhưng lại chọn chui vào chiếc xe ngựa nhỏ bé và chật trội này nhìn đôi chân dài của Yến Trì không thể duỗi thẳng, Tần Hoàn khẽ nhíu mày. Trên đời này, không có nam tử nào vô duyên vô cớ đối xử tốt với một nữ nhân. Lời của Tần Sâm lại vang lên trong tâm trí Tần Hoàn. Chán nàng vẫn còn chút ấm, lòng bàn tay cũng không lạnh. Yến Trì, một người đã kinh qua bao năm chiến trường, sao lại có thể có những suy nghĩ tinh tế như vậy? Ánh mắt Tần Hoàn hơi thay đổi, Điện Hạ đã xem qua tấu thư mà ta đã đưa chưa? Khi nghe hỏi, ánh mắt Yến chỉ trở nên nghiêm nghỉ, ta đã xem xong quyển sách của thẩm đại nhân về đại lý tự chỉnh lý tẩy oan lục rồi. Còn những tài liệu khác, ngoại trừ hai cuốn khó tìm, ta đã đọc hết. Tần hoàn thoáng sáng mắt, vậy là thế tử điện hạ đã đọc văn bản của thẩm đại nhân chứ? Yến chỉ không giấu giếm, thấy cửu cô nương rất tôn sùng văn của thẩm đại nhân, ta cũng nảy sinh ý muốn đọc qua. Điện hạ đọc xong thấy thế nào? Ánh mắt Yến chỉ sâu lắng, trước đây khi ta hành quân bên ngoài, không hiểu rõ chuyện hình ngục trong chiều. Thường thì ta nghĩ văn thần không bằng võ tướng, nhưng sau khi đọc văn của thẩm đại nhân, ta mới nhận ra rằng là một quan giỏi cũng là phúc cho bách tính. Yến chỉ dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, thật đáng tiếc, nếu không có vụ án oan trước đây, thẩm đại nhân chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Hiện giờ, mọi chuyện trong kinh đã được định đoạt, và vụ án đó thật khó biết được chân tướng lời nói này như đâm vào tim tần hoàn khiến nàng nhạy bén nắm bắt ý trong câu của yến chỉ khó biết chân tướng thế tử điện hạ đến từ kinh thành hẳn đã nghe chuyện này lan truyền khắp nơi điện hạ có điều gì nghi ngờ chăng ý ngươi là thẩm đại nhân thiên vị tấn vương và giúp hắn thoát tội tần hoàn gật đầu yến chỉ nhíu mày với một chút nghi hoặc mấy ngày nay ngoài việc đọc văn của thẩm đại nhân Ta cũng nghe kể nhiều về những chuyện liên quan đến ông. Với tính cách ngay thẳng của Thẩm đại nhân, trước đây ông không có quan hệ gì với Tấn Vương, vậy làm sao ông lại mạo hiểm giúp Tấn Vương thoát tội được? Tần Hoàn ngay lập tức cảm thấy có điều chấn động, vậy điện hạ nghĩ thế nào? Yến Chỉ Liếc nhìn Tần Hoàn một cái, giọng chàng trầm hơn hai phần, vụ án này đã được định đoạt từ lâu, vốn không nên bàn tán nhiều. Nhưng, đã nói với nàng thì cũng không sao. Nghe những lời này, Tần Hoàn cảm thấy trong lòng ấm áp. Yến Trì tiếp tục, vụ án này có hai khả năng. Thứ nhất, Thẩm đại nhân quả thực đã giúp Tấn Vương, nhưng không phải giúp hắn thoát tội mà là vì ông biết rằng Tấn Vương bị oan. Đôi mắt Tần Hoàn hơi nheo lại, Yến Trì tiếp tục, khả năng thứ hai, Tấn Vương không oan, Thẩm đại nhân không giúp hắn thoát tội, mà có kẻ khác làm việc đó. Thẩm đại nhân bị người khác hãm hại. Tần Hoàn cảm xúc dao động mạnh vậy nên vụ này có liên quan đến vụ án của cần phi liên quan rất lớn yến chỉ thêm bốn chữ đôi mắt sâu sắc nhìn tần hoàn thấy đáy mắt nàng sáng lên rõ ràng là đồng tình với điều chàng nói đột nhiên yến chỉ hỏi thẩm đại nhân có một cô con gái nàng đã gặp qua chưa trong lòng tần hoàn giật mình nhưng trên mặt không biểu hiện gì thế tử điện hạ sao lại hỏi như vậy yến chỉ bình thản nhìn tần hoàn nàng tôn dùng thẩm đại nhân như vậy ta nghĩ có lẽ nàng đã gặp ông ấy hoặc gặp thê tử hay con gái ông thẩm đại nhân làm quan ở kinh thành nàng cũng lớn lên ở đó chắc là từng gặp họ trong một bữa tiệc trà nào đó tần hoàn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút lắc đầu không ta chưa có duyên gặp họ thẩm đại nhân đã trở về kinh thành cách đây ba năm khi đó ta đã bị đưa đến cẩm châu thật đáng tiếc yến trì gật đầu con gái duy nhất của thẩm đại nhân cũng có tên với chữ hoàn có lẽ đây là duyên phận giữa các ngươi tần hoàn cảm thấy tim mình nhảy lên một chút thật vậy sao vậy đúng là duyên phận sau một lúc suy nghĩ tần hoàn truyền đề tài à phải ta quên hỏi thế tử điện hạ làm sao ngài tìm được ta vào đêm đó kho sách ấy khá xa xôi tần hoàn truyền đề tài đột ngột khiến yến trì tập trung trở lại chàng điềm tĩnh nói từ hà nói nàng đi tìm họa Ta đoán có lẽ nàng đến kho sách. Khi ta đến kho sách mà không thấy nàng, ta đã tìm xung quanh, rồi thấy ánh đèn từ kho sách phát ra. Trong lòng Tần Hoàn bỗng hiểu ra, đúng là ban đêm, đèn sáng có thể thấy từ rất xa. Cô chỉ định nói sang chuyện khác, và sau khi Yến Trì giải thích xong, Tần Hoàn kéo rèm cửa sổ xe ngựa để nhìn ra đường phố bên ngoài. Ánh mắt Yến Trì chăm chú nhìn nàng, rồi đột ngột hỏi, với tình cảnh của Tần phủ hiện tại, nàng định làm thế nào sau này tần hoàn quay đầu lại tần phủ chỉ tạm thời gặp khó khăn ta thì không sao tội danh của tần phủ tuy không liên quan đến nàng nhưng cuối cùng ở cẩm châu thành phủ này cũng đã mang tiếng xấu điều đó không tốt cho nàng tần hoàn cúi đầu cười nhạt chỉ là danh tiếng thôi hơn nữa ta dù sao cũng là người của tần phủ không có lý do gì để rời khỏi tần phủ mà đi nơi khác giọng tần hoàn rất bình tĩnh không một chút oán trách về chuyện của tần phủ chắc hẳn những người như tần tương đều đang oán trách tần an với tình cảnh hiện tại của tần phủ chắc chắn họ đang vô cùng thất vọng và chán nản nhưng tần hoàn lại giữ được sự điềm tĩnh yến chỉ nhìn nàng sâu lắng trong một thoáng rồi bất ngờ hỏi nàng không muốn trở về kinh thành sao lòng tần hoàn như bị chạm đến nhưng nàng kiềm chế và nhẹ giọng trả lời đi đâu cũng được tùy duyên thôi Tình cảnh hiện tại của Tần phủ, quả thật ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Mặc dù xe ngựa khá nhỏ hẹp, nhưng di chuyển không hề chậm. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại vững vàng trước cửa hầu phủ. Dù đã nhiều ngày không đến, hầu phủ vẫn vinh hoa phú quý như xưa. Người gác cổng thấy Tần Hoàn và Yến Trì cùng bước xuống xe, liền vội vã đi vào thông báo. Tần Hoàn và Yến Trì một trước một sau bước vào cổng. Chẳng bao lâu sau, Nhạc ngưng dẫn theo những người khác tiến đến gặp họ. Chương 199 Để đối phó với kẻ ác độc kia, chỉ có ý chí quyết tâm lao vào nguy hiểm chưa đủ, nàng cần phải giữ bình tĩnh và lý trí, nàng cần tính toán kỹ lưỡng. Quan trọng hơn hết, nàng muốn nắm giữ quyền lực, và ngay cả khi không thể, nàng cũng phải trở thành người có thể sử dụng và tận dụng quyền lực của người khác. Tần Hoàn trong giây lát nghĩ đến nhiều điều, khi bước vào con đường nhỏ ẩm thấp và tối tăm của nhà tù, lập tức cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại trong ngực, khiến nàng không thể thở nổi, thần chí cũng trở nên mơ hồ và nặng nề, nhưng tay nàng bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy. Cẩn thận, bàn tay tần hoàn ấm áp bởi yến chỉ đã nắm chặt lấy tay nàng. Tần hoàn lập tức bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước mặt có một vũng nước không rõ từ đâu ra nàng không biết là do nha sai vô ý hay do nhà tù bị hỏng. Tần Hoàn thở phào nhẹ nhõm, bước chân vòng qua vũng nước kia. Yến chỉ thấy vậy mới buông tay nàng ra, hỏi, nàng đang nghĩ gì vậy? Tần Hoàn từ từ rút khỏi cảm giác nặng nề đó, im lặng một lúc không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp của lòng bàn tay Yến chỉ vẫn còn lưu lại trên mờ u bàn tay mình. Nàng theo bản năng rụt tay vào trong ống tay áo, rồi chậm rãi nói, thiếp đang nghĩ, nếu Thải Hà không trải qua những chuyện đó, với tính tình thông minh của nàng, chắc chắn nàng sẽ có một cuộc đời rực rỡ. Ánh mắt Yến chỉ thoáng trầm xuống, đám hạ nhân tần phủ đều đã được thả, còn về phần hoàn nhi, hoắc chi phủ cũng đã cố ý phán nhẹ. Về điểm này, hắn đúng là có chút lòng khoan dung. Tần An đã nói vài lời đứt quãng mấy ngày qua, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khai báo. Hôm nay thấy tình trạng của hắn có vẻ nguy hiểm, ta đã mời đại phu từ bên ngoài tới. Đợi khi hắn khai hết, vụ án này sẽ sáng tỏ. Còn về phần thi thể của Thải Hà, ta định sẽ chôn cất cùng với nhị di nương và con gái nhỏ của nàng. Trong lòng Tần Hoàn cảm thấy ấm áp, nàng liếc nhìn về phía Yến Trì, thế tử điện hạ cũng thật là người có tấm lòng nhân hậu. Yến Trì nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Tần Hoàn, khẽ mỉm cười, thật kỳ lạ, trước đây ta vốn chẳng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Tần Hoàn chớp chớp mắt, rồi hỏi, nếu thế tử điện hạ cần đại phu, sao không trực tiếp để thiếp chữa trị luôn cho Tần An? Nghe vậy, Yến chỉ khẽ hừ một tiếng, chữa cho hắn thì không cần ngươi phải ra tay, nhất là ở nơi thế này. Nghe những lời này, trong lòng Tần Hoàn dâng lên một cảm giác ngọt ngào, như có một bông tuyết ấm áp tan chảy thấm vào tận đáy lòng. Nàng còn chưa kịp nói thêm gì thì tiếng nói chuyện giữa Hoác Hoài Tín và Tôn Mộ Khanh đã truyền đến từ phía trước. Cả hai người bất giác bước chậm lại, nhưng con đường này rõ ràng quá ngắn. Không cứu sao, thật sự không thể cứu được à? Hoác Hoài Tín có chút lo lắng, trong khi giọng nói của Tôn Mộ Khanh vẫn lễ độ và điềm tĩnh. Đúng vậy, nếu dùng thuốc, hắn có thể cầm cự thêm ba ngày nữa. Sau ba ngày, hắn sẽ không thể nói thêm được gì có thể chuẩn bị hậu sự nghe vậy hoắc hoài tín gật đầu được rồi vậy thì thêm ba ngày bốc thuốc đi vừa dứt lời tôn mộ khanh nhìn về phía sau hoắc hoài tín vui vẻ nói tần cô nương cũng tới rồi sao nghe vậy hoắc hoài tín vội xoay người nhìn thấy tần hoàn và yến chỉ đang nắm tay nhau bước tới cửu cô nương tới ủa thế tử điện hạ chẳng phải nói muốn ra khỏi thành sao nói đến đây Hoắc Hoài Tín chợt hiểu ra, Yến Chỉ đã tính toán mọi việc. Nhưng khi thấy Tần Hoàn xuất hiện, mọi kế hoạch của Yến Chỉ liền thay đổi. Hoắc Hoài Tín ho nhẹ một tiếng, rồi nói vòng vo, "Điện hạ, vị công từ đây nói có thể cho Tần An dùng thuốc để cầm cự thêm 3 ngày, sau đó sẽ không thể khai thêm gì được nữa." Yến Chỉ gật đầu, "Vậy thì hãy tận dụng 3 ngày cuối cùng này để thẩm vấn." Hoắc Hoài Tín gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi à tôn công tử làm sao gặp được cửu cô nương tôn mộ khanh vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt nói với vẻ rất hào hứng tại hạ tình cờ gặp tần cô nương tại hiệu thuốc lúc đó vừa gặp đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng nhưng không biết nàng là tiểu thư nhà nào sau đó tại hạ gặp lại tần cô nương trong tang lễ tại tần phủ mới biết nàng là người của tần phủ tôn mộ khanh chẳng hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình đối với tần hoàn Tần lệ nghe vậy chỉ khẽ nhách môi, trong khi hoác hoài tin liếc qua, thấy nụ cười trên mặt yến trì dần biến mất, liền ho nhẹ hai tiếng, thì ra là vậy, phiền tôn công tử bốc thuốc đi. Bên cạnh có sẵn dây bút, tôn mộ khanh vui vẻ gật đầu, rồi xoay người đi tới bên cạnh để viết đơn thuốc. Tần Hoàn đã quen với cách nói chuyện của Tôn Mộ Khanh, nên cũng không để ý nhiều. Nàng đưa mắt nhìn vào bên trong nhà tù, thấy Tần An đang nằm thoi thóp trên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Nhà tù tuy đơn sơ, nhưng ít ra cũng có một chiếc giường. Sau mấy ngày không gặp, Tần An trông càng thêm thê thảm, dù đứng cách xa, Tần Hoàn vẫn có thể thấy rõ những vết mụn nhọt nổi đầy trên mặt hắn. Viết xong rồi, đây là đơn thuốc. Tôn Mộ Khanh nhanh chóng viết xong đơn thuốc và đưa cho Hoắc Hoài Tín, người này lập tức nhận lấy. Khi đơn thuốc vừa rời khỏi tay, Tôn Mộ Khanh liền nhìn về phía Tần Hoàn, ánh mắt hắn sáng lên, không nói lời nào, nhưng sự ngưỡng mộ trong mắt không thể che giấu. Đôi mắt phượng của Yến chỉ hơi nheo lại, ánh nhìn dừng lại trên người Tôn Mộ Khanh. Tôn Mộ Khanh tuy nói chuyện có phần trực tiếp và lộ liễu, nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn nhanh chóng cảm nhận được cơn gió lạnh buốt như lưỡi dao lướt qua mặt mình. Khi quay sang nhìn Yến Trì, hắn thấy đôi mắt của Yến Trì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là một vẻ hờ hững khó đoán. Chính sự hờ hững ấy như bao phủ một lớp băng lạnh xung quanh. Tôn Mộ Khanh lùi lại một bước, rụt cổ và đứng thẳng, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc, tự hỏi tại sao Thế tử An Dương hầu phủ lại có vẻ không hài lòng với mình như vậy. Nghĩ vậy, Tôn Mộ Khanh mạnh dạn nhìn lại Yến Trì, hỏi: "Xin hỏi Thế tử điện hạ, ngài có biết ai là tiểu y tiên đã chữa khỏi cho lão phu nhân trong phủ không?" Vừa hỏi xong, sắc mặt của những người xung quanh liền thay đổi. Hoác hoài tín muốn nói điều gì nhưng lại ngừng. Tần lệ nhìn tần hoàn rồi nhìn lại tôn mộ khanh, trong lòng có chút bối rối. Còn yến trì, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng chính vì thế mà khi hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe phải khiếp sợ. Tôn đại phu hỏi việc này để làm gì? Khóe miệng tôn mộ khanh hơi cong lên, chuyện là thế này, năm nay dược vương cốc không nhận thêm người. Sư phụ ta nói rằng những năm gần đây, đệ tử vào cốc tư chất ngày càng kém. Ông cho rằng ngoài kia nhất định có nhiều người tài giỏi nhưng không đến học ở Dược Vương Cốc, vì thế quyết định tạm dừng việc tuyển chọn trong 5 năm. Các đệ tử của Dược Vương Cốc sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm những người có tài năng. Nói đến đây, Tôn Mộ Khanh cười tươi hơn, tại hạ vốn là người hành y giang hồ, vừa đến Cẩm Châu Thành đã nghe nói nơi này có một vị tiểu y tiên nghe nói nàng là đệ tử của một đại phu nổi tiếng nhất thành Cẩm Châu. Vì vậy, tại hạ rất muốn kết giao với nàng. Khi nghe người ta nói tiểu y tiên đã chữa khỏi cho lão phu nhân của hầu phủ, tại hạ liền nghĩ rằng thế tử chắc chắn biết rõ về vị tiểu y tiên này. Tôn mộ khanh nói với vẻ rất hứng khởi, nhưng hoác hoài tín và tần lệ đều nhíu mày. Hai người nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngốc, trong khi đó, Yến chỉ vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Tôn đại phu hỏi chuyện này làm gì vậy? Tôn Mộ Khanh mỉm cười, chuyện là như vậy, năm nay dược vương cốc không ai ở lại. Sư phụ nói rằng trong mấy năm gần đây, các đệ tử vào sơn môn có tư chất ngày càng kém. Sư phụ cho rằng trong dân gian chắc chắn có rất nhiều tài năng xuất sắc không được học y ở Dược Vương Cốc, vì vậy sư phụ quyết định tạm dừng việc tuyển chọn 5 năm một lần chỉ để cho các đệ tử dược vương cốc đi quan sát và thu thập thông tin. Nói xong, Tôn Mộ Khanh cười rất tươi, tại hạ đã đi khắp nơi làm nghề y tới tận đây, vừa đến đã nghe nói ở Cẩm Châu có một tiểu y tiên. Nghe nói, đó là một vị đại phu nổi tiếng nhất ở Cẩm Châu, người đã trị bệnh cho lão phu nhân của Hầu Phù. Vì vậy, tại hạ rất muốn kết giao với tiểu y tiên đó. Hôm đó, nghe nói tiểu y tiên đã trị xong bệnh cho lão phu nhân, tôi liền nghĩ, chắc hẳn thế tử đã nhận được sự giúp đỡ của vị tiểu y tiên này. Tôn mộ khanh nói xong, nụ cười vẫn nở rộ, nhưng hoác hoài tín thì nhíu mày, tần lệ cũng nhíu mày, hai người nhìn hắn với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Trong khi đó, tần hoàn cũng nhíu mày, biểu hiện rất có chút bất đắc dĩ. Yến chỉ nhìn tôn mộ khanh, vị tiểu y tiên này quả thật có y thuật cao minh, nhưng tôn đại phu muốn kết giao với nàng, mà nàng lại không có ý muốn kết giao với Tôn Đại Phu. Tôn Đại Phu Vân Du làm nghề y là điều tốt, vậy thì hãy chuyên tâm ở đây đi. Tần Lệ và Hoác Hoài Tín đều có sắc mặt khó coi, Yến chỉ nhìn thấy ý tứ của họ, bọn họ liền không dám phát ra một chút âm thanh nào. Tôn Mộ Khanh nghe được những lời này trong lòng cảm thấy thất vọng, buồn bã nga một tiếng, thế à? Vậy thì, thật là tôi đã quá vội vàng. Chỉ là nghe nói tiểu y tiên này còn trẻ mà đã có y thuật cao minh, nên tôi mới sinh ra chút hy vọng. Thôi thì, tùy duyên đi, cảm ơn điện hạ." Yến chỉ rõ ràng đã từ chối hắn, nhưng Tôn Mộ Khanh lại như không nhận ra, còn chắp tay hành lễ. Yến chỉ nhíu mày nhìn hắn một cái rồi chuyển ánh mắt sang Tần Hoàn. Lập tức, nàng thấy Tần Hoàn đang nhìn Tôn Mộ Khanh với ánh mắt sâu sắc, biểu cảm có chút phức tạp, nhưng vẫn chưa mở miệng để châm chọc hắn. Hoác hoài tín ho khan một tiếng, được rồi, thuốc đã kê xong rồi, hãy ra ngoài đi, ở đây không thích hợp để nói chuyện. Hoác hoài tín là chi phủ, vừa nói xong, tôn mộ khanh lập tức liên tục gật đầu rồi hướng ra ngoài đi. Tần lệ cũng theo sau, còn tần hoàn và yến chỉ cũng xoay người cùng nhau ra ngoài. Cả đoàn người lặng lẽ ra khỏi cửa nhà tù, chỉ có tôn mộ khanh liên tục nhìn về phía tần hoàn. Khi ra tới cửa, hoác hoài tín lại cười nhìn tôn mộ khanh nói tôn đại phu phiền ngài ra ngoài nhận tiền khám bệnh nhé tôn mộ khanh nghe vậy vội vàng xua tay không cần không cần tại hạ đến đây chỉ để chữa bệnh từ thiện không cần nhận tiền khám bệnh hoác hoài tín cười ha hà cũng không ép buộc tôn đại phu quả thật rất có nhân tâm vậy bổn phủ sẽ cho nhà sai dẫn ngài ra ngoài tôn mộ khanh nghe vậy trước tiên nhìn về phía tần hoàn nhưng dường như cảm thấy trong tình huống này không tiện nói nhiều, nên đành chắp tay hành lễ với Tần Hoàn và Yến Trì. Vậy, tại hạ xin phép cáo từ. Hoác Hoài Tín cười ha hà gật đầu, Tôn Mộ Khanh lúc này mới theo nha sai đi ra ngoài, trong khi đi, hắn vẫn quay đầu nhìn Tần Hoàn. Dù hắn ăn mặc thanh nhã và có vẻ ngoài tuấn lãng, cử chỉ cũng mang theo phong thái cao quý, nhưng nếu nhìn kỹ thần thái và cách nói chuyện của hắn, lại thấy có chút ngây ngô khụ khụ, Tôn đại phu thật sự rất thú vị, quả nhiên là xuất thân từ Dược Vương cốc. Hoắc Hoài Tín đảo mắt, thấy trên mặt Yến Trì không có biểu hiện gì lạ lẫm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế tử điện hạ, ngài còn muốn ra khỏi thành không? Yến Trì lắc đầu, nhìn Tần Hoàn hỏi, người đã nhiều ngày không về hầu phủ phải không? Tần Hoàn vội vàng ngượng ngùng cười, đúng là đã lâu không về. Trước đây ta còn nói với Phục Linh không biết tình hình của công chúa ra sao. Hiện tại Tần Phủ cũng tạm thời không có việc gì, nên ngày mai ta sẽ. Cần gì phải chờ đến ngày mai, hôm nay đi luôn đi. Yến Trì đã quyết định, rồi nhìn sang Tần Lệ, nhị thiếu ra, người đi về trước đi. Tần Lệ nhận ra tình huống có chút không ổn, giờ phút này không dám chay y Yến Trì, lập tức không do dự chắp tay cáo từ rồi rời đi với tốc độ nhanh chóng thậm chí còn không nhìn Tần Hoàn một cái, như thể Tần Hoàn và hắn không phải là cùng nhau đến vậy. Hoác Hoài Tín thấy vậy tiếp tục cười nói, vậy, để Thế Tử Điện Hạ đưa cửu cô nương về nhé. Yến chỉ nghiêm túc đáp ân một tiếng, rồi xoay người hướng ra ngoài đi. Tần Hoàn cảm thấy tình huống thay đổi nhanh chóng, nhìn theo bóng dáng Yến chỉ, cảm thấy có chút không nắm bắt được tình hình. Cửu cô nương, nhanh lên đuổi theo đi. Hoắc hoài tín ở bên nhắc nhở một câu, tần hoàn chuyển mắt, ngay lập tức đối diện với nụ cười tươi giói của hoác hoài tín. Tần hoàn cảm thấy nụ cười của hoác hoài tín có phần kỳ lạ, nhưng nếu yến chỉ đã đi rồi, nàng chỉ có thể đuổi theo. Hoác hoài tín đứng đợi một lát, chờ yến chỉ và tần hoàn đi khuất, mới thở dài bước ra ngoài. Hắn đưa phương thuốc cho một nha sai, giơ tay xoa xoa cái cổ đau nhức từ cửa hông của phủ nha ra ngoài, lại đi về phía hậu trạch nơi mà phủ nha nằm sát bên cạnh hắn với vẻ mặt trầm tư đi chưa được bao xa thì thấy hoác ninh đang loay hoay ở cổng viện cửa viện này không xa lắm so với cửa hông của phủ nha hoác hoài tín vừa thấy liền tiến lại ninh nhi sao ngươi lại ở đây hoác ninh có vẻ do dự nghe vậy liền nhìn về phía phủ nha phụ thân nàng đã đi rồi à nghe thấy lời này hoác hoài tín biết hoác ninh đã biết tần hoàn đến hắn tức giận hừ một tiếng, đúng, nàng đã đi rồi. Nói xong, ánh mắt hắn vừa chuyển, quả nhiên nhìn thấy Hoác Ninh và một nam nhân cách đó không xa, họ đang cúi đầu chờ đợi. Hoác Hoài Tín liền hỏi Hoác Ninh, ngươi không phải đang ở trong phòng đọc sách sao? Tại sao lại ra đây? Hoác Ninh gãi đầu, ho khan một tiếng rồi nói, tần phủ xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ ta không nên đến xem sao? lần trước ta tìm tần gia đại thiếu gia để lấy thư, còn chưa có về, tuy rằng người khác không còn nữa, nhưng thư thì phải trả lại chứ. Hoác hoài tín nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, cái gì đại thiếu gia, không phải chỉ là thiếu gia thôi. Đại thiếu gia của tần phủ không phải là người tốt, người không được tỏ ra quen biết hắn, còn chuyện thư từ chỉ là việc của người hầu, người không được xuất hiện ở tần phủ đâu. Hoác hoài tín nói rồi đi vào trong, Hoắc Ninh vẫn không từ bỏ ý định nhìn về phía Nha Môn, rồi đi theo Hoắc Hoài tín hỏi tại sao lại như vậy. Phụ thân, việc quen biết đại thiếu gia Tần gia thì có thể hiểu, nhưng tại sao lại không cho Hải Nhi tự đi lấy thư? Ngài không phải đã muốn để Hải Nhi thường xuyên đến Tần phủ sao? Không nhắc đến chuyện này còn tốt, nhưng vừa nhắc đến, Hoắc Hoài tín lập tức nổi giận. Hắn dừng bước, tay chống nạnh bắt đầu giao huấn Hoắc Ninh. Sao vậy? Giờ ngươi đã biết hối hận chưa? Lúc trước đã khuyên ngươi đi Tần phủ thường xuyên, khuyên ngươi trò chuyện nhiều với cửu cô nương, nhưng ngươi lại tỏ vẻ coi thường, giờ thì sao? Giờ ngươi muốn quay lại chỗ người ta sao? Hải Tử à, rất nhiều chuyện chỉ có một cơ hội, ngươi đã bỏ lỡ rồi, đừng mong có cơ hội nữa. Hoác Ninh mặt đỏ bừng, "Hải Nhi, Hải Nhi chỉ là, chỉ là cảm thấy trước đây chúng ta cũng có chút giao tình với Tần phủ, giờ xảy ra chuyện này" những nhà khác tất nhiên cũng không dám đến, còn chúng ta thì không được, phụ thân. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.